con mình vừa chuyển được một con chim về nhà mình quay luôn, thả lồng quay luôn. Chim bộ chung bộ khá. Dân nuôi nó vài tháng rồi cũng khá thuần, thuần 70-80%. Bán luôn cho lóng cho anh em về làm gì nè. Con này mà gột mồi thì rất là nhanh, giá chỉ 1,5 triệu thôi. Anh em kết alo Đức, số điện thoại 036 560 511. Xem hết clip là thấy nha, giá 1,5 triệu. Một em càng khá là đẹp. Hôm nay mình đi tuyển chả được con nào vào, lên này thôi bán rẻ trước tiền xăng.